Diễm Quỳnh xin được mến chào tất cả quý vị đến với bản tin thời sự tổng hợp được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin nổi bật trong vòng 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua. Cơn bão nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc được biết đến khiến 5 người thiệt mạng. Bão nghiêm trọng đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc và 5 người được cho là đã thiệt mạng ở Quảng Tây. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp đưa ra cảnh báo khí tượng thiên tai lũ quét màu đỏ đầu tiên trong năm nay. Những trận dông bão nghiêm trọng ập xuống miền Nam Trung Quốc gây ra lũ lụt và lở đất, với một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong vòng 60 năm. Reuters đưa tin hôm nay. Ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đường phố biến thành lũ quét, cuốn trôi ô tô và nhà cửa. Ở khu tự trị Quảng Tây lân cận, 5 dân làng được biết đến là đã chết vì nhà sập. Ngoài ra, Quảng Tây cũng có báo cáo về dòng chảy mảnh vỡ. Bộ Tài nguyên nước và Tổng cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp đưa ra cảnh báo khí tượng thiên tai lũ quét màu đỏ đầu tiên trong năm nay. Dự kiến trong 24 giờ bắt đầu từ 20 giờ tối nay, cảnh báo màu da cam sẽ được phát đi tại một số khu vực như Tây Chiết Giang và Đông Bắc Giang Tây, khả năng cao xảy ra thảm họa lũ quét núi. Trong số đó, có cảnh báo đỏ cục bộ ở phía đông bắc tỉnh Giang Tây và khả năng xảy ra thảm họa núi lửa là rất cao. Các khu vực khác cũng có thể xảy ra lũ quét do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn cục bộ. Tất cả các địa phương phải làm tốt công tác giám sát thời gian thực, phòng chống lũ lụt và cảnh báo sớm, điều chuyển để tránh rủi ro. Tổng cục Quốc phòng Trung Quốc và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã tổ chức một cuộc họp video về kiểm soát lũ lụt vào ngày hôm nay. Theo China CCTV, cuộc họp chỉ ra rằng các phụ lưu chính của sông Tây Giang, dòng chính của sông Bắc Giang và sông Lưu Giang ở lưu vực sông Châu Giang đã phục hồi hoàn toàn. Theo dự báo khí tượng, với sự di chuyển lên phía bắc của vành đai mưa, khu vực Tây Nam và các bộ phận của Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, Quý Châu, Giang Tây, Chiết Giang và các nơi khác có thể gây ra thảm họa mưa lũ. Để đối phó với lũ lụt tương đối lớn ở lưu vực sông Châu Giang, Tổng cục Quốc phòng Trung Quốc hôm nay tiếp tục duy trì biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 3 kiểm soát lũ, tổng cộng 4 cấp, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất, và đã điều động làm việc các nhóm và nhóm chuyên gia để hướng dẫn và hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ lũ cục bộ tại Quảng Đông và Quảng Tây. Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang và Quảng Tây dự kiến sẽ tiếp diễn cho đến đầu tuần tới, Reuters cho biết. Báo cáo cho biết lượng mưa mùa hè năm nay nặng hơn và kéo dài hơn những năm trước, đặc biệt là ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến, những nơi xảy ra lượng mưa mạnh nhất kể từ năm 1961. Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc đã cùng lúc phát đi cảnh báo kép, mưa lớn màu vàng và cảnh báo bão màu cam. Trong đó, tỉnh Phúc Kiến, nơi đổ bộ của bão Maraca, phát đi báo động đỏ. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào tỉnh này trong năm nay. Khi đổ bộ, sức gió lớn nhất vùng gần tâm bão lên tới cấp 12. Theo cơ quan khí tượng địa phương, dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu dần sau khi đổ bộ. Trong khi đó, kể từ sáng hôm nay cho đến sáng mai, khoảng 10 tỉnh ở Trung Quốc sẽ xảy ra mưa lớn, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc và một số tỉnh Tây Nam như là Nội Mông, Ninh Hạ, Cam Túc, Tứ Xuyên. Trong đó, một số khu vực ở miền Tây Trung Bộ, Tứ Xuyên có mưa rất to, lượng mưa lên tới 100-300mm. Khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh cùng có lượng mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ cho đến nay. Liên tiếp trong nhiều tuần trở lại đây thì lũ lụt đang trở thành mối đe dọa đối với cuộc sống của nhiều quốc gia châu Á. Mưa lớn gây lũ lụt kéo dài khiến cho hàng triệu người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Tại Ấn Độ, ngày hôm qua, cảnh báo đỏ về mưa lớn đã được ban bố ở hàng loạt địa phương thuộc bang Kerala, thành phố Mumbai và toàn bang Maharashtra. Đáng chú ý, một trận lở đất kinh hoàng đã xảy ra tại khu vực trồng chè ở huyện Alakki, bang Kerala. Một dòng sông bùn đã san phẳng khu vực nơi công nhân trồng chè sinh sống vào thời điểm họ đang ngủ. Hiện 24 người vẫn còn đang mất tích. Trước đó, mưa lũ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 2,2 triệu người, gây thiệt hại hàng trăm nghìn hecta hoa màu tại Ấn Độ. Trong khi đó, tại quốc gia láng giềng với Ấn Độ là Bangladesh, tính trong vòng hơn một tháng trở lại đây, 1/3 diện tích nước này đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Theo Bộ Nông nghiệp Bangladesh, đây là đợt lũ kéo dài nhất trong hơn 2 thập niên tại quốc gia này, khiến cho 90.000 hecta đồng lúa bị tàn phá, đẩy cuộc sống của rất nhiều cộng đồng dân cư vào cảnh cô lập.
Còn tại Hàn Quốc, mưa lớn vẫn đang gây ra những hậu quả lớn về người và của. Những cơn mưa xối xả đã tàn phá khắp Hàn Quốc kể từ đầu tháng. Khoảng 9.300 ha đất nông nghiệp đã chìm trong nước, hàng chục nghìn cơ sở hạ tầng bị hư hại. Nghịch lý, hậu quả lũ lụt Trung Quốc. Lũ lụt ở Trung Quốc trong hơn 2 tháng qua làm ít nhất 158 người thiệt hại và 4 triệu người phải sơ tán, nhưng chỉ gây thiệt hại nhỏ cho nền kinh tế Trung Quốc, theo nhận định của các chuyên gia về thiệt hại kinh tế. Li Jiao, thành viên tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, ước tính trong nghiên cứu sơ bộ rằng lũ lụt Trung Quốc sẽ làm giảm 0,17% GDP năm nay của Trung Quốc, ít hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng trước đó. Không khó để Trung Quốc có thể vượt qua được thiệt hại kinh tế tổng thể do lũ lụt gây ra, bà Li nói. Mùa mưa ở Trung Quốc gây ra nguy cơ lũ lụt, khiến nước này thiệt hại trực tiếp trung bình 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Công ty nghiên cứu China One to Wish ước tính mỗi năm Trung Quốc phải gánh chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trận lụt kinh hoàng nhất Trung Quốc xảy ra vào năm 1998, khi lũ sông Dương Tử khiến hơn 4.000 người thiệt hại và 14.000 người mất nhà cửa. Năm 2016, lũ lụt ở sông Dương Tử đã làm thiệt hại gần 700 người và gây thiệt hại cho đất nước hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Thảm họa năm 1998 khiến GDP của Trung Quốc giảm 1,9%, trong khi trận lụt năm 2016 khiến GDP giảm 0,3%. Để so sánh, lũ lụt năm nay dự kiến sẽ làm tổn thương nền kinh tế ở mức độ nhẹ hơn nhiều, mặc dù bà Li cảnh báo có thể vẫn còn sớm để ước tính tác động kinh tế cuối cùng. Chắc chắn lũ lụt năm nay đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở một mức độ nào đó, đóng cửa các dây chuyền sản xuất và gây ra sự chậm trễ trong các ngành công nghiệp khác nhau. Reuters đưa tin lũ lụt làm trì hoãn các chuyến hàng, thiết bị bảo vệ cá nhân đến Mỹ, nơi rất cần nguồn cung cấp để phòng chống COVID-19. Cuối tháng trước, đại diện một số công ty vận tải đã nói với The Wall Street Journal rằng một số bến tàu nội địa dọc sông Dương Tử bị đóng cửa, và các chủ hàng trên bờ cũng đang hoạt động với công suất giảm dần. Tuy nhiên, cho đến nay, tác hại của lũ lụt đối với chuỗi cung ứng của khu vực dường như đang rất hạn chế. An Choman, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại công ty tư vấn sản xuất Trung Quốc ở Thâm Quyến, nói rằng các nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô dễ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt nghiêm trọng. Nhưng cho đến nay, ông chưa nghe nói về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào, hoặc các nhà sản xuất đã gặp may, hoặc lũ lụt được hướng đến các khu vực phi công nghiệp hóa, Anchorman nói với tờ Fortune. Chiến lược chống lũ của Trung Quốc, tuy nhiên, đây không phải là yếu tố may mắn, bà Li nói. Lũ lụt chỉ gây ra thiệt hại nhỏ đối với nền kinh tế Trung Quốc, không phải là ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã xây dựng các vùng đất ngập nước mới và những con đập mới để chống lại các mối đe dọa như vậy, theo tờ Fortune. Tổng cộng Trung Quốc có hơn 98.000 con đập, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất. Để đối phó với lũ lụt năm 1998, chính quyền Trung ương đã thành lập Ủy ban Lưu vực sông để cung cấp kinh phí cho các dự án cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc theo các tuyến đường thủy chính. Để đối phó với những trận lũ lụt, chính phủ Trung ương đã khởi động chương trình thành phố bọt biển vào năm 2015, trong đó yêu cầu các trung tâm đô thị tạo ra các vùng đất ngập nước và các khu vực khác để thấm lượng nước mưa dư thừa. Tuy nhiên, những chính sách như vậy vẫn chưa được thực hiện ở các vùng nông thôn, khiến các thành phố nhỏ hơn, làng mạc và đất nông nghiệp dễ bị ngập lụt. Churi Sapro, giáo sư chính trị môi trường tại Đại học Mỹ cho biết mưa lớn gia tăng do biến đổi khí hậu đang thử thách chiến lược xây đập của Trung Quốc. Bà Sapiro cho biết ngay cả đập Tam Hiệp cũng không được xây dựng đủ mạnh để chúng tôi có thể chắc chắn rằng nó sẽ chịu đựng lũ lụt mà Trung Quốc đã chứng kiến trong những tuần gần đây. Nếu con đập bị vỡ, nó sẽ là một thảm họa với quy mô của một trận đại hồng thủy, điều mà nền kinh tế Trung Quốc không thể thoát khỏi. Khí hậu và môi trường đang xấu đi, Trung Quốc đang bị tấn công bởi nhiệt và nước. Các chuyên gia hôm nay cho biết một đợt nắng nóng bất thường và lũ lụt kỷ lục đổ bộ vào các khu vực của Trung Quốc có thể khiến nửa triệu người phải di tản. Agency France Presse hôm nay đưa tin từ Bắc Kinh, những đợt nắng nóng và lũ lụt chưa từng có đã quét qua Trung Quốc. Mưa lớn khiến sông tràn bờ đến mức chưa từng thấy trong gần một thế kỷ qua. Khu vực bị ảnh hưởng là lưu vực sông Châu Giang ở tỉnh sản xuất dầu có Quảng Đông miền Nam Trung Quốc, bao gồm thủ phủ Quảng Châu của khu vực. Tại một số nơi trong tỉnh, mực nước đã ngập đến nóc ô tô. Các khu vực Quảng Tây phía Nam và Phúc Kiến phía Đông lân cận cũng bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.
đối mặt với nguy cơ lũ lụt, hơn nửa triệu người đã phải sơ tán đề phòng từ đầu tháng. Trong khi đó, nắng nóng cực đoan đang ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung Trung Quốc. Với nhiệt độ trên 40 độ C, hàng triệu người đã được yêu cầu ở nhà. Tại Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, thời tiết quá nóng khiến nhựa đường bị chảy và nứt. Tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này, điều hòa không khí hôm thứ Ba đã khiến kỷ lục về điện ở tỉnh đông dân thứ hai của Trung Quốc bị phá vỡ. Hàng năm, vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, lũ lụt thường xảy ra ở một số khu vực của Trung Quốc. Nhưng những năm gần đây, với biến đổi khí hậu, lũ lụt xuất hiện ngày càng mạnh. Theo Bộ phận Dự báo Thời tiết của Trung Quốc, các hiện tượng khí hậu cực đoan ngày càng trở nên thường xuyên, nghiêm trọng và lan rộng hơn. Và một quan chức từ Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu của Chính phủ Trung Quốc cho biết vào tháng 3, sự nóng lên toàn cầu và La Nina cũng đã gây ra nhiệt độ bất thường ở Trung Quốc. Sự nóng lên toàn cầu làm cho bầu khí quyển trở nên ẩm ướt hơn và do đó làm tăng lượng mưa. La Nina là một hiện tượng khí hậu khiến một số vùng nước bề mặt ở Thái Bình Dương nguội đi. Điều này có nghĩa đối với chu kỳ lượng mưa và khí hậu ở một số nơi trên thế giới. Các đợt nắng nóng và lũ lụt đang đe dọa đến các ngành sản xuất như thịt lợn, ngũ cốc và rau quả. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo hôm thứ Tư do lo ngại lạm phát tăng cao, nguồn cung cấp lương thực của Trung Quốc đã bị căng thẳng do sự bùng phát virus coronavirus. Điều này cũng ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng. Theo cơ quan hoạch định quyền lực của Trung Quốc, thời tiết khắc nghiệt có thể khiến nước này thiệt hại từ 1% đến 3% GDP hàng năm. Và trận lũ lụt nghiêm trọng năm ngoái đã giết chết hơn 300 người ở miền Trung Trung Quốc và thiệt hại ước tính khoảng 25 tỷ đô la Mỹ, khoảng 23,7 tỷ euro. Theo một nghiên cứu của công ty bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ, theo AFP, trong 40 năm qua, quá trình đô thị hóa không được kiểm soát của Trung Quốc đã bao phủ ngày càng nhiều đất, hiện không thấm nước do xây dựng bằng xi măng và các hồ tự nhiên đóng vai trò như đập tràn khi lũ lụt đang bị thu hẹp về diện tích. Để đảo ngược xu hướng này, chính phủ Trung Quốc đã khởi động chương trình thành phố bọt biển vào năm 2014 nhằm mục đích thay thế vỉa hè đô thị bằng vật liệu xốp, không gian xanh và hệ thống thoát nước cho phép nước thấm xuống đất. Tuy nhiên, theo Scott Morey, một nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania, một chuyên gia về các vấn đề môi trường ở Trung Quốc, những trận lũ lụt gây thiệt hại lớn nhất hiện nay có thể xảy ra ở những khu vực trước đây ít bị phơi nhiễm. Theo kế hoạch được công bố vào tuần trước, Trung Quốc tìm cách sử dụng các cảm biến và vệ tinh mới để cải thiện độ chính xác của các dự báo thời tiết. Trung Quốc cho biết mục tiêu là dự báo lũ lụt hoặc hạn hán nghiêm trọng trong một tháng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin thời sự tổng hợp được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn like video này và cùng với đó là nhấn vào đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để cùng với chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin nóng hổi quý vị nhé. Còn bây giờ, xin được mến chào quý vị.